Vâng, trước khi vào chia sẻ bài viết, Nông dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào tất cả các cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến và xem livestream của Dương Vi. Dương Vi hôm nay sẽ nói về cái bản chất của cái nhóm Đồng Thuận, xã Đồng Tâm này. Ở trên báo pháp luật ấy có đăng một bài viết: nhóm Đồng Thuận là ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Thì Dương Vi sẽ đọc cái bài viết này. Trong quá trình đọc, Dương Vi sẽ đưa thêm một số ví dụ vào để phân tích làm rõ hơn cái bản chất của cái tổ Đồng Thuận, nó là ổ nhóm tội phạm có tổ chức như thế nào. Đấy. Sau khi Dương Vi chia sẻ xong, mọi người lên cùng Dương Vi tiếp tục làm rõ cái nội dung, cái bản chất, cái mức độ nghiêm trọng của cái vụ việc này. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố 22 bị can về 3 tội danh trong cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, các thế lực thù địch ra sức cho rằng nhóm thủ phạm, nhóm Đồng Tâm, Đồng Thuận là các dân lành chỉ thực hiện các hành vi tự vệ, thực tế hoàn toàn trái ngược, vì đây là cái ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trong cái thời gian dài, trực tiếp gây ra những cái hành vi vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng. Bọn chúng ấy, lợi dụng khiếu kiện để gây rối trật tự công cộng. Nó nhóm Đồng Thuận hình thành từ năm 2013 nhé, khi Lê Đình Kình nguyên là lãnh đạo xã Đồng Tâm. Ông ấy từng giữ chức chủ tịch và bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm. Cũng là một số người dân không đồng tình với cái phương án dồn ô đổi thừa đất nông nghiệp của chính quyền nên đã tổ chức khiếu kiện liên quan đến đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm từ cuối năm 2013 đến tháng 9 năm 2014. Nhóm này có 3 kiến nghị tố cáo với 48 nội dung. Đó. Cuối năm 2014, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức kết luận có 23 nội dung tố cáo là có cơ sở, 24 nội dung tố cáo là không có cơ sở và 1 nội dung không thuộc thẩm quyền. Đất quốc phòng thuộc phạm vi sân bay Miếu Môn. Nhóm Đồng Thuận không đồng ý 15 nội dung và tiếp tục kiến nghị đến cấp trên. Tháng 6 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết luận chỉ có 1 trên 15 nội dung phản ánh là có cơ sở, 14 nội dung là không chính xác và không có cơ sở. Đó. Cùng với gửi đơn kiến nghị tố cáo số công dân khiếu kiện do Lê Đình Kình đứng đầu tổ chức phát tờ rơi nói xấu xúc phạm cán bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, kêu gọi nhân dân phản đối không nhận đất sản xuất, kêu gọi không đi bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, vân vân. Cái đó thể hiện cái bản chất chống đối chính quyền, chống đối luật pháp nhà nước. Nhóm này còn gây khó khăn cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ xã Đồng Tâm, ngăn cản phiên đấu giá đất của chính quyền địa phương, vân vân. Đó. Cùng với giải quyết đơn thư thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm triển khai nhiều mặt công tác để khắc phục những cái sai phạm thiếu sót trong công tác quản lý đất đai của xã Đồng Tâm, như thu hồi, giải phóng mặt bằng bằng các diện tích đất đã lấn chiếm sử dụng trái phép trên địa bàn xã, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt tại địa phương, xử lý số cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật. Đến cuối năm 2016, việc xử lý giải quyết sai phạm nó tồn tại tại tồn tại cơ bản đã được triển khai có hiệu quả. Từ năm 2016, nhóm Đồng Thuận này xoay sang cái tổ chức khiếu kiện liên quan đến đòi đất quốc phòng sân bay Miếu Môn. Đấy, thuộc ranh giới hành chính giữa xã Đồng Tâm, mặc dù các nội dung khiếu nại tố cáo đã được huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng giải quyết, khẳng định diện tích đất đai tại khu vực Đồng Sạch là thuộc đất quốc phòng, nhưng nhóm Lê Đình Kình ấy không được đồng tình, liên tiếp tổ chức nhiều các hoạt động gây phức tạp tình hình địa phương. Đáng chú ý, từ giữa tháng 2 năm 2017, khi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo triển khai thi công dự án
A1 trên đất quốc phòng tại xã Đồng Tâm thì Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Ba, Nguyễn Văn Doanh đã huy động nhiều người ra ngăn cản. Nghiêm trọng hơn á, nhóm Đồng Thuận này đã thu khoảng 600 triệu đồng để xây một căn nhà cộng đồng làm nơi tụ tập thực hiện các hoạt động ngăn chặn, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ. Cùng với đó, nhóm này dùng loa tuyên truyền sai sự thật rằng chính quyền bán đất cho doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp bán đất cho đối tác nước ngoài thu hàng ngàn tỷ đồng dưới đất Đồng Sạch có vàng nên phải kiên quyết giữ để đòi đền bù, và khi đó mỗi cá nhân sẽ có hàng trăm triệu đồng vân vân, để tạo ra bánh vé đánh vào cái lòng tham của một số người thiếu hiểu biết. Đấy. Đặc biệt nghiêm trọng hơn đó, trong các ngày mùng 1 và mùng 7 tháng 3 năm 2017, nhóm Đồng Thuận tổ chức gây rối tại trụ sở Ủy ban nhân xã Đồng Tâm đến giữa tháng 4 năm 2017 sau khi tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng cầm đầu là Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Ba và Nguyễn Văn Doanh. Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trong nhóm Đồng Thuận đã kích động người dân phá hủy các phương tiện của lực lượng chức năng, tấn công bắt giữ 38 cán bộ chiến sĩ đang thực hiện thi công vụ trong cái thời gian từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017. Trong cái thời gian ấy, mọi người còn nhớ một cái chi tiết không? Trong cái khoảng thời gian đó, 38 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đó bị nhóm Lê Đình Kình này bắt giữ ở tại cái nhà mà bọn chúng đã lấy tiền xây khoảng 600 triệu đồng đó, giam giữ 38 cán bộ chiến sĩ đó. Nhưng mà 38 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động không có phản ứng gì để cho người ta gọi là tạm giam giữ ở đấy. Đó là bắt người trái pháp luật rồi. Cũng từ được vụ việc đó đấy, có sự hà hơi tiếp sức của các thế lực thù địch ở bên ngoài và một số kẻ bất mãn cơ hội chính trị trong nước, Lê Đình Kình và nhóm Đồng Thuận trượt dài trên hành trình phạm tội và nhiều hành vi ngày càng tinh vi phức tạp. Mà Dương Vy có thấy cái nhóm của Hồng Thái Hoàng này, nhóm Dũng Vô Ba này, đặc biệt hơn là mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, nó có tiếp xúc trực tiếp với cái nhóm Lê Đình Kình này trong cái thời gian rất là dài. Mà ba mẹ con Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu bị bắt rồi nha. Còn cả cái vụ mụ Tâm Dương Nội nữa. Đấy. Bọn chúng còn đe dọa người dân chống phá chính quyền, cấu kết với các phần tử phản động. Tháng 7 năm 2017, Thanh tra thành phố Hà Nội một lần nữa khẳng định đất sân bay Miếu Môn trên địa bàn xã Đồng Tâm mà nhóm Đồng Thuận gọi là xứ Đồng Sành Sành là đất quốc phòng không có tranh chấp và cần quản lý sử dụng đúng mục đích. Lê Đình Kình và các thành viên trong nhóm Đồng Thuận không có quyền và nghĩa vụ hợp pháp liên quan đến khu vực đất quốc phòng nói trên. Không đồng tình, Kình cùng phe nhóm tiếp tục kiến nghị đến Thanh tra Chính phủ, và đến tháng 8 năm 2019, Thanh tra Chính phủ có thông báo khẳng định kết luận về khu vực đất quốc phòng trên địa bàn xã Đồng Tâm của Thanh tra thành phố Hà Nội là chính xác. Đấy. Kể từ khi có kết luận thông báo của Thanh tra Chính phủ của Thanh tra thành phố Hà Nội ấy, và Thanh tra Chính phủ ấy, nhóm Đồng Thuận với những cá nhân nòng cốt chính là con cháu anh em họ hàng của Lê Đình Kình như Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Viết Hiếu, Nguyễn Văn Tuyển, Mai Thị Phần, Lê Thị Loan, Bùi Thị Nối, vân vân. Có nhiều cái hành vi chống phá các tổ chức hơn so với cái giai đoạn trước. Nhóm này tiếp tục rêu rao cái gọi là nhân dân Đồng Tâm chúng tôi để thực hiện nhiều cái hành vi gây rối trật tự công cộng, đe dọa cán bộ và người dân, bắt tay với các phần tử cơ hội chính trị, các tổ chức và cá nhân phản động. Nhưng thực chất ấy, nhóm này chỉ có khoảng 30 phần tử, không
thể đại diện cho hơn 9.000 người dân ở xã Đồng Tâm luôn muốn tình hình yên ổn để xây dựng quê hương, để làm ăn bình thường á. Ngày 25 tháng 11 năm 2019, nhiều cá nhân trong cái nhóm Đồng Thuận này được mời dự cái hội nghị đối thoại với công dân xã Đồng Tâm và các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn do thanh tra chính phủ người ta tổ chức tại trụ sở huyện ủy Mỹ Đức, nhưng không có ai mặc dù trước đó luôn tuyên bố sẵn sàng đối thoại ở bất cứ nơi đâu, thậm chí nhóm này đã ngăn cản cái đoàn xe của nhân dân xã Đồng Tâm đến dự cái hội nghị đối thoại và vây giữ xe làm nhiệm vụ của 19 chiến sĩ quân đội trong nhiều giờ khi họ đi qua địa bàn xã Đồng Tâm. Đó là cái bản chất manh động của cái nhóm Đồng Thuận này. Sau ngày 25 tháng 11 ấy, đặc biệt là khi 14 hộ dân sử dụng trái phép đất sân bay Miếu Môn, Đồng Thuận bàn giao mặt bằng cho quân đội chuẩn bị xây tường rào, nhóm Đồng Thuận lộ nguyên hình là một cái ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Nhà Dương Vi xin nhắc lại, cái nhóm Đồng Thuận lộ nguyên hình là một cái ổ nhóm tội phạm có tổ chức sau ngày 25 tháng 11 năm 2019. Ngoài tuyên bố tử chiến giữ đất, sẫn sàng giết 300 đến 500 người, nhóm này đẩy mạnh các hoạt động đe dọa lãnh đạo xã và các gia đình người dân không hợp tác với chúng. Mà mọi người xem, người ta ghi lại hoặc là cắt lại được những cái clip, những cái live stream của những người trong cái nhóm Đồng Thuận này này, bảo là tôi sẵn sàng giết 3 đến 5 người hoặc giết 5 đến 7 người. Đấy. Có vũ khí, có lựu đạn, có xăng giết. Lát nữa Dương Vy sẽ mời mọi người lên đưa cái clip đó ra chia sẻ. Mọi người cứ chuẩn bị đi. Những ai có cái clip đó còn lưu lại clip đó, tí Dương Vy sẽ mời lên chia sẻ. Nhóm này còn viết đơn ấy, gửi các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế lưu loa chính quyền đàn áp dân oan, hòng quốc tế hóa vấn đề, biến Đồng Tâm thành cái điểm nóng chính trị. Ê, đó là cái bản chất của bọn chúng. Ngang ngược hơn ấy, khi các đơn vị quân đội xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn đến địa bàn xã Đồng Tâm, các phần tử trong nhóm Đồng Thuận đã kéo ra khu vực này chửi bới, tổ chức lều lán canh giữ, đe dọa lực lượng chức năng. Chúng cũng mang loa đi khắp xã Đồng Tâm để kích động người dân chống chính quyền, chủ động tìm mua lựu đạn, dao, súng, điện, làm bom xăng, vân vân, chuẩn bị sát hại cán bộ xã này, đe dọa gây nổ cây xăng này. Hành vi sát hại 3 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ ngày 9 tháng 1 năm 2020 là tận cùng tội ác. Dương Vy xin nhắc lại nha, hành vi sát hại 3 chiến sĩ cảnh sát ngày 9 tháng 1 năm 2020 là tận cùng tội ác của cái nhóm tội phạm Đồng Thuận này này, đã gieo rắc trên mảnh đất Đồng Tâm trong nhiều năm qua, kể từ năm 2013 đến năm 2020. Đó. Lúc đó trước cái giai đoạn Tết Nguyên Đán, sau khi bị bắt giữ, khởi tố 22 bị can, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện nhóm Đồng Thuận đứng đầu là Lê Đình Kình đã nhận tiền tài trợ của tổ chức phản động Việt Tân và một số kẻ có thâm niên chống phá đất nước. Đó là những cái bằng chứng không thể biện minh. Trong đó có cả tổ chức phản động của Đào Minh Quân này, Ngô Hoàng Hùng này, Triều Đại Bị Bợm ấy. Sau cái nhóm dân chủ cuội đần độn ở trong nước nữa. Với những hành vi vi phạm này, pháp luật đấy, nó rất là nghiêm trọng. Nhóm Đồng Thuận thực sự không phải là như cái nhóm dân lành, mà là một ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức trong thời gian rất là dài, cần phải được nghiêm trị theo quy định của pháp luật.
Mà bây giờ cơ quan công an người ta đang củng cố hồ sơ cùng với viện kiểm soát, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, người ta thu thập đầy đủ bằng chứng chứng cứ, sẽ xét xử vào ngày 7 tháng 9 năm 2020 này, dự kiến trong vòng là 10 ngày. Đó. Nhưng mà Dương Vy tin rằng ấy, các nhà đấu tranh dân chủ cuội trong nước này sẽ nghe lời cái bọn phản động ở hải ngoại cùng các đám đài phản động quốc tế như RFA, VOA, BBC và cái đám Facebooker điếm mồm ở trên cộng đồng mạng này, nó sẽ kích động một số còn nghe theo cái tổ đồng thuận này ở xã Đồng Tâm này, sẽ kéo nhau đi gây áp lực, một là cho chính quyền xã Đồng Tâm, hai là đến tại khu vực trụ sở ủy ban trụ sở tòa án thành phố Hà Nội trong lúc quá trình xét xử, mà vụ án này sẽ được xét xử công khai. Đó. Chính vì vậy cần phải xử lý thật nghiêm khắc theo bản án, đúng người đúng tội. Dương Vy tin rằng còn có những cái bản án cực kỳ thích đáng dành cho cái ổ nhóm này. Mọi người sẽ cùng Dương Vy theo dõi cái vụ này cho đến khi kết thúc phiên tòa.